Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 và 3 năm 2013 đến 2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, Chính phủ định hướng và đặt trọng tâm vào hai mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại hội nghị là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 với những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu và đạt được những kết quả toàn diện, tạo đà để cả nước tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra với khả năng đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu. Đồng thời là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015. Theo đó sẽ phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức 6 đến 6,5% và kiểm soát lạm phát ở mức 5 đến 6%, giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP xuống còn 4,7%, tạo nền tảng cho việc củng cố kinh tế vĩ mô một cách bền vững. Xây dựng kế hoạch 2013 với tinh thần phấn đấu cao nhất. Với tinh thần phấn đấu, phát huy nỗ lực, tranh thủ nguồn lực, các nguồn lực cả bên trong bên ngoài để phát triển, để tăng trưởng bền vững, vừa là ổn định vĩ mô, vừa là tăng trưởng, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh. Tôi cũng muốn nhắc đó, cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mà Trung ương đưa ra không chỉ cho năm 2012, mà đó một cái mục tiêu này coi như là mục tiêu cơ bản, luôn luôn phải được tăng cường, được củng cố. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí với 6 nhóm giải pháp lớn mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra cho năm 2013, nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, thực hiện chính sách tài khoá phù hợp hài hòa với chính sách tiền tệ, giữ ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất phù hợp. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến nhóm giải pháp về sản xuất và hỗ trợ sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, với tinh thần vừa phát huy lợi thế, vừa thực hiện chuyển đổi cơ cấu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gắn với mục tiêu dài hạn là chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đối với hoạt động đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành địa phương phải tạo lập các cơ chế và tập trung huy động, thu hút mọi nguồn lực đầu tư xã hội, không trông chờ vào ngân sách nhà nước vì nguồn vốn này trong năm tới sẽ giảm xuống chỉ còn chiếm 17% tổng đầu tư toàn xã hội. Lạm phát cả năm phải dồn vào những công trình, những cái dự án hiệu quả. Có ý nghĩa là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy cái phát triển chung, còn lại quy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Trong khi đó, thì nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thì cũng không phải quá, không phải lớn nữa được. Theo chủ trương chỉ đạo của chính phủ là các tập đoàn, các tổng ty thu hẹp lại, chỉ đầu tư vào ngành nghề chính. Cho nên cái đầu tư của doanh nghiệp nhà nước sẽ giảm hẳn. Bên cạnh việc đẩy mạnh huy động vốn, việc sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, kể cả nguồn vốn từ ngân sách, trái phiếu chính phủ cũng như nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh. Theo đó, dứt khoát trong năm 2013 phải khắc phục cho được tình trạng đầu tư công dàn trải, kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí, chỉ được phép khởi công các công trình dự án khi đã được phê duyệt và rõ nguồn vốn bố trí. Đối với hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cơ cấu lại quy mô và phạm vi hoạt động cho phù hợp, chỉ tập trung đầu tư kinh doanh trong những ngành nghề chính và thoái vốn khỏi những lĩnh vực ngoài ngành nghề chính. Quy mô hoạt động và đầu tư sẽ phải thu hẹp và phải phù hợp với nguồn lực, thị trường và khả năng quản trị. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, báo cáo chính phủ cho ý kiến và hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét quyết định.